Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa là mất mạng rồi. Hayes, đáng thương thật, cứ như vậy mà bị kéo đi. Bọn họ tạm thời có lẽ là sẽ không quay lại nữa đâu. Mọi người hãy nghỉ ngơi một chút, đợi bọn nó tránh xa xào huyệt rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây. Dù sao cũng không còn nơi nào khác có thể đi rồi. Sao vậy? Tôi muốn xuống dưới xem thử thế nào. Phía dưới tối thui, có khi nào sẽ có nguy hiểm hay không? Không sao. Dưới môi trường bóng tối vừa hay thích hợp để sử dụng ma pháp hệ ám ảnh. Sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Vậy bản thân cậu cẩn thận một chút, độn ảnh. Apat, ở đây hình như là trường mẫu giáo của người ta. Đó không phải là trứng chim ưng hay sao? Đúng là như vậy. Xem ra ở đây chính là nơi ấp trứng của cổ ưng cực hàn rồi. Kỳ lạ, sao lại có một hơi thở khác nhau như vậy? Động tác nhanh lên một chút, xem thử có thể tìm thấy Tư Thạch Anh hay không. Là thứ gì vậy? Một con hổ nhỏ. Cái đó, hổ nhỏ. Có phải mày đi nhầm nơi rồi hay không? Ma hổ và cổ ưng không phải là đối nhập với nhau hay sao? Sao nó lại chui vào trong sào huyệt của kẻ địch vậy? Có thể là đi nhầm vào thôi. Chim ưng sơ sinh bình thường đều không có tính công kích. Người xem, thậm chí còn thích chơi với nó nữa. Còn có cổ ưng cực hàn thành niên đang ở gần đây. Nhanh đi thôi, nếu như bị phát hiện chúng ta khó mà thoát thân được. Nhưng mà không có tìm thấy Tư Thạch Anh. Vừa nãy tôi đã tìm qua rồi ở đây không có, cô chắc chứ? Con hổ nhỏ này phải làm sao? Đưa theo nó đi thôi, nó ở lại đây sớm muộn gì cũng sẽ bị cổ ưng thành niên phát hiện ra. Chúng tôi đưa nó về con hổ trắng. Chúng tôi đưa về một con hổ trắng. Tôi hiểu rồi, tại sao trước đây lại có một con hổ trắng thiên tính đến khiêu chiến với cổ ưng cực hàn? Tại sao? Chính là bởi vì con hổ trắng nhỏ này. Hổ trắng thiên tích biết con của mình đi nhầm vào sào huyệt của chim mừng, cho nên muốn nghĩ cách thu hút sự chú ý của những con cổ ưng cực hàn kia, để con hổ trắng nhỏ này có cơ hội chạy trốn ra từ bên trong đấy. Cũng chính là nói chúng ta có cơ hội rời khỏi đây rồi. Vậy con hổ trắng thiên tích đó nhất định là còn đến nữa đúng hay không?